Hello chào mọi người. Hôm nay một ngày nắng đẹp nhưng gió rất là to. Hôm nay có cô em Lâm mang sang ít hotate siêu to khổng lồ anh em ơi. Đấy, quá trời, làm quá trời. Anh Lâm có tấm lòng thì anh em mình cũng có tấm dạ thôi. Nướng mọi người, nướng. Rồi, nhìn to không? To dã man luôn này. Hotate á, sò điệp. To dã man luôn. Loại này mở siêu thị mà mua đống này chắc ối tiền. Ngon quá anh em ơi. Đấy, Tuấn Anh đang đốt than đấy. Vẫn là thanh niên đấy và đôi tay đấy và làm công việc như thế. Mày gió to lắm. Gió to quá. Đây, hôm nay thì ba chỉ này. Tí hô tê nướng bơ hành nhá. Chân gà đấy nhá, có chân gà nướng này. Đấy, hốc kỳ này. Sò lưỡi đỏ của Hokkaido luôn, hốt hót luôn. Đó. Xem quả hốc tê on không, không sao đâu. Trời, to vật vẽ. Xin ra đốt bếp, đang thử bếp. Hôm vừa rồi ngồi đây đông lắm, đông dã man, vui cực kỳ vui. Nhưng hôm nay chỉ có mấy anh em mình thôi. Đây là đôi bạn trẻ này, hôm vừa rồi bận mãi không có mặt nên hôm nay anh em mình lại tổ chức tiếp. Không bao giờ bận ăn. Bận ăn. Ăn sắp lên rồi, sắp được nướng hô tơ tê ăn rồi em ơi. Lâu lắm mà chưa ăn ấy. Thôi đặt lên đi, đặt sò điệp lên đi. Anh ăn. Sao em xin cục đá gì chứ, đây em nướng. Thấy nó sắp gãy rồi đấy. Không sao, em cứ ngồi thoải mái em ơi. Này em ngồi nó lúng, ngồi ăn nó thoải mái gì hết trơn á. Này. Ơ kìa, ai chạy sang đấy? Giang hả? Áo vàng vàng. Ừ, ai nhỉ? Hôm nay gió lắm mọi người. Ngồi rét luôn người, một cạnh nó sườn rét nắng này thôi mà gió, nay gió to kinh khủng luôn. Đường nó danh em ạ, đường nó danh không, nay đường nó danh không? Vẫn chưa sôi được, gió to quá. Mà than hôm nay đốt vẫn chưa lên được. Bên kia mấy đứa nhỏ đang đánh bóng chảy mọi người. Đánh con gì? Con gì? Đây. Mày cầm con gì cũng được, đấu sĩ đi. Anh thấy. Cầm đấu sĩ đi vào đây. Có tiếp mày. Bơ hành mọi người, bơ hành nhá. Tên luôn. Bữa anh trước cho sôi lên ngấm được nữa, cực kỳ thơm ngon luôn. Lại tiếp ngọn kẹo ô xèo này. Phê 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 phê. Tầm không ấy. Con này được quá. Sôi. Sôi hết rồi, giờ lửa lên rồi ấy. Lát mọi người bỏ ra cỡ 100 miên thôi được rồi. Em thu vô cỡ 100 miên lấy lại vốn. Nó cái này của nó cũng nhận free mà nó đi thu mình chắc chắn miên. Vào. Chó thì chứ. Lùi em. Có bao lâu xin bác không? Đây, bác xin cái tay. Bà hào thật bất dạy. Giờ tao cộng làm kim gì mỡ ăn ăn nói béo được quy tao đánh nó đéo tấm béo cộng mắt là được cứ quan tay nó đánh tao cộng làm kêu nhắm bóng làm hai người nghiện game thằng ngu này mà nên kháng phép làm gì bỏ kháng phép đi đánh tao thì kháng phép tí nữa là thua đấy tao thấy giáp chứ đần mà sao để đánh ngu chút chửi đúng này thì mới lại gần thịt mẹ thế na thần túy thịt mẹ sát thương vẽ vật lý nên kháng phép vô cùng đần giòn rồi đấm nhau đi đánh nhau béo để đối thủ nhắc nhẹ lên bà con này mày nó gọi đã này hoa ti siêu to khổng lồ luôn đây phần phần thịt này mời mọi người nhé chén luôn mày con nghiện game không ăn là mình ăn hết. Ngọt vãi. Cái gì hả? Bị cậu cho ăn nhắn gì? Ăn to rồi. Đây là sò lưỡi đỏ Hokkaido mọi người nhá. Nè, lưỡi đỏ này. Đó, mọi người nhìn đỏ. Đấy. Ngồi ngay khói luôn mới ghê chứ. Ngon. Thêm xui. Ngọt lắm ăn luôn. Cái mỡ của anh Thủy chảy nó hết. Ra ra cạnh.
ăn được rồi em ơi. Ăn được ha. Được. Ui, mỡ mắt. Gạt hết ra ngoài đi, gạt hết ra ngoài. Đã. Từ từ mà chơi. Lo chút chích. Thử coi đi Trang à. Đây là đực màu trái. Đực màu trắng. Đực cái màu trắng này nó hương vị nó sẽ ngon hơn. Đấy. Thì em cho thêm một con nữa, thành 6 con à? Đấy. Mỗi người con. Không ăn đâu, em chăn đi. Thôi con khỉ đi. Thôi con khỉ. Ra đi đi em. Thôi con khỉ đi. Nếu thịt ba chỉ ăn ngon hơn đấy. Ừ. Thế cho ba chỉ vào đây. Ừ. Giặt bớt về hướng này. Cho ông ai chở cho anh. Anh không chạy chứ. Ui. Chạy đem thùi lùi nhanh đi. Con mặc sau chưa. Thế ra làm sao thì mỡ vào mà. Thế nó chảy nước là có hả? Giờ thì nó khác xưa rồi. Ê miếng thịt của em cháy. Bánh hay lắm. Phải không, vừa rồi mình bích ba Violet nó bảo anh ai đây khác đi. Mình thấy nhục quá cứt ra. Con Violet nó không có khống chế, nó chỉ làm ăn gỗ mà không ăn trong đâm ăn. Em để cho anh nghe nhá. Em gần nhất là ăn nước canh của thịt luộc. Em ghét ăn lắm. Thì thè luôn thì anh thật mềm giờ ông rời xuống cứu em được. Em thấy ngại quá. Em không ăn được. Mẹ mày phải ăn rau vào. Tập ăn rau luộc đi. Về thì ăn dưa chuột. Tập ăn rau luộc đi. Dưa chuột đâu? Không ăn dưa chuột được. Đấy, mềm rồi dưa ăn dưa chuột đó. Nên mẹ mà ăn dưa chuột nhiều nó không có độc á. Rau nó chứa nhiều vitamin mà vitamin nó cho đẹp da. Chống lão hóa hả? Ừ, nó cho đẹp da của em đấy, em lúc nào em phải nghĩ như thế thì em mới gì được. Biết nó tốt cho cơ thể, tốt rất nhiều thứ rồi, nhiều dưỡng chất rồi nhưng mà em giờ muốn không, đẹp quá thì nhiều hoa tây mà chưa ăn hết được. Còn dư 6 con nữa mọi người. Mỗi người ăn đôi con, người nhà nó to quá. Quá ngấy. Bây giờ anh em dọn dẹp đây. Trời còn dư nhiều lắm mọi người ạ. Sò dục luôn nhá. Sò to thật đi. Ủa sao đổ vậy? Các mọi người. Một bữa trưa tuyệt vời. Rất là ngon. Hello, cảm ơn. Hello, Guzman. Còn không? Cảm ơn Lâm rất là nhiều. Ok, bây giờ phút là sai của ăn đá.